Xin chào tất cả mọi người, tôi là Cari Phạm, Game Operation Lead của Ininico. Như các bạn cũng đã biết, thị trường crypto nói chung và mảng GameFi nói riêng đã bắt đầu bước vào giai đoạn ngủ đông. Trong tư duy của đội ngũ Ininico, đây là thách thức, là một cuộc thanh lọc đi các dự án yếu kém, giúp cho thị trường crypto được lột xác hoàn toàn, xứng tầm với công nghệ blockchain trong tương lai. Ai, dự án nào thực sự tiềm năng, thích ứng kịp thời, đứng vững trước sóng gió, sẽ trụ lại cuối cùng, thì đây là cơ hội để chứng minh được tiềm năng của dự án. Vượt qua thách thức để vươn lên, sẽ là người dẫn đầu thị trường, giá trị chắc chắn sẽ tăng gấp bội. Và hôm nay tôi ở đây để nói với các bạn về tầm nhìn tương lai của Ninico trong thời gian sắp tới sẽ thực hiện như thế nào để đạt được điều đó. Với Ninico, khi nói về GameFi, trước khi nói về Finance thì trước tiên nó phải là một cái game đã. Và giá trị của game là gì? Là trải nghiệm của người dùng. Đó là giá trị cốt lõi, mà dù là game truyền thống hay là game gì đi chăng nữa đều phải thực hiện đúng chức năng của nó. Hay nói cách khác, nhiều game vẫn còn cho người dùng những trải nghiệm thú vị, thu hút người chơi, thì tôi tin chắc rằng Ninico sẽ tiếp tục đứng vững, user tiếp tục hưởng lợi cho dù dòng gió thị trường có ra sao. Sau buổi AMA vào ngày 22 tháng 4, chúng tôi đã tham khảo cộng đồng và quyết định phát triển hệ thống NFT hóa nhằm tăng trải nghiệm của người dùng và tăng cạnh tranh của Ninico trên thị trường. Đây là một update mang tính chất sống còn, hứa hẹn sẽ mở ra kỷ nguyên của GameFi 2.0. Mà nếu dự án GameFi nào không đủ sức để theo đuổi xu hướng này thì nguy cơ bị loại bỏ là điều không thể tránh khỏi. Hiểu đơn giản, NFT hóa là việc mã hóa NFT các vật phẩm, trang bị, không chỉ dừng lại là những chú mèo, nhân vật trong game. NFT hóa trong Ninico là một lộ trình dài, và trong tháng 7 này, chúng tôi sẽ đem đến hai tính năng NFT hóa. Thứ nhất là update NFT item kết hợp với tính năng free to play để mọi người đều có thể tham gia vào trò chơi, giúp cộng đồng Ninico phát triển. Và thứ hai là NFT land giúp sinh lời cùng các tính năng PvE, PvP hấp dẫn khác. Ngoài việc một số NFT mới sẽ giúp bạn earn thêm token, thì một số các NFT hóa mới sẽ giúp những chú mèo của bạn được tăng thêm sức mạnh, khả năng chiến đấu, giúp chúng ta có thể đua top arena trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. NFT item rất đa dạng chỉ số và NFT land cũng vậy, do đó phù hợp với nhiều lối chơi khác nhau tùy sở thích build đội hình của bạn. Từ đó giúp bạn earn nhiều token hơn, nhanh hơn, cú chiến lợi thế, kiếm được vui coi. Và tất nhiên, đã gọi là NFT thì bạn có thể giao dịch, trao đổi, mua bán trên marketplace và trở thành một nguồn đầu tư sinh lời đáng để cân nhắc. NFT item được claim từ một số tính năng nhất định. Bạn có thể săn tìm và mua bán trao đổi các vật phẩm NFT mà bạn cho rằng phù hợp nhất với đội hình mèo của bạn để earn thêm token trong game. Hơn thế nữa, việc mua bán này sẽ không ảnh hưởng đến liquid pool. Vào ngày đầu tiên update tính năng NFT hóa, chúng tôi sẽ mở bán một số lượng NFT nhất định để giúp người chơi có thể nhanh chóng sưu tập đủ các bộ NFT phù hợp với mình và nhanh chóng chiếm lợi thế so với những người chơi khác. Hẹn gặp lại mọi người tại vùng đất mới Ninico Land. Together, we will make Ninico great again.